Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với Ủy ban dân huyện Thuận Nam triển khai cho nông dân xã Phước Nam trồng lúa mô hình cánh đồng lớn với giống lúa Đại Thôn 8. Hiện nay bà con đang chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước vượt trội so với các giống lúa truyền thống được nông dân trồng trước đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 10 năm với kinh nghiệm trồng lúa nước, lần đầu tiên được chính quyền địa phương vận động tham gia mô hình cánh đồng lớn trồng lúa và được hỗ trợ giống lúa Đại Thôn 8 cùng với hướng dẫn kỹ thuật. Hiện hơn 5 sào lúa của gia đình ông Phụng Tấn Thanh ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam chuẩn bị cho thu hoạch, năng suất dự kiến vượt trội so với các giống lúa truyền thống được trồng trước đây. Thì ba bắt đầu rất là tốt, giống này thôn 8 này rất là hiệu quả rất là cao, kháng bệnh, nhẹ nước. Có những giống lúa mình trồng trước đây thì cái giống này anh thấy nó có hiệu quả như thế nào ạ? Giống này nó đạt hơn, giá nó dài hơn, nó lứt bệnh sâu rầy. Vụ đông xuân 2020-2021, huyện Thuận Nam xuống giống 1.790 hectare trồng lúa ở những vùng chủ động nước với 4 mô hình cánh đồng lớn, diện tích 624 hectare. Trong đó, 250 nông hộ ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam liên kết sản xuất giống lúa Đại Thôn 8 với diện tích hơn 90 hectare. Hiện nay, cây lúa sinh trưởng được 3 tháng, thích nghi tốt với môi trường và chuẩn bị cho thu hoạch. Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh tại cái quyết định 1390 về cái kế hoạch là sản xuất 2 vụ lúa trên năm, thì chúng tôi đã bố trí cái thời vụ là sớm, tập trung và các cái giống là có cái tiềm năng năng suất cao, đặc biệt là cái giống Đại Thôn 8 của công ty giống cổ phần cây trồng miền Nam tiếp nhận từ cái chương trình là hỗ trợ khắc phục cái hạn hán. Và hiện nay thì bà con là qua cái hội nghị hôm nay thì bà con ra đồng tham quan và đánh giá về cái tiềm năng năng suất rất là tốt. Theo số liệu tính toán ban đầu của cán bộ kỹ thuật chúng tôi thì với cái năng suất hiện tại chúng tôi tính ra được là cái giống Đại Thôn 8 này là cao hơn cả cái giống 35202 cũng như là cái giống TH41 cùng là kỳ sản xuất với nhau. Cụ thể là cái giống Đại Thôn 8 chúng tôi tính ra cái năng suất lý thuyết á, khoảng 8,8 tấn trên 1 hecta và nếu quy khô thì nó đạt khoảng là 7,5 tấn. Còn cả cái giống 35202 cũng như là kỳ TH41 thì quy khô thì khoảng từ là 7,1 đến 7,2 tấn. Như vậy thì nó cao hơn khoảng từ là 10-15% về năng suất. Và hiện nay thì đối với giá thành thì cả cái doanh nghiệp thu mua lúa cũng đã có sự là có như quan tâm và liên kết thu mua. Giá giống Đại Thôn 8 thì hiện nay nếu lúa khô thì nó dao động từ 8.000 đến 8.000 mốc và giá lúa tươi thì khoảng từ 7.000 đến 7.000 mốc đồng trên 1 kg. Và như vậy thì trong cái vụ đông xuân này những cái mô hình sản xuất lúa đặc biệt là lúa Đại Thôn 8 thì cho lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Trong cơ cấu nguồn giống hỗ trợ của chính phủ cho vụ đông xuân 2020-2021, công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam được lựa chọn cung cấp hơn 1.100 tấn giống lúa Đại Thôn 8 cho nông dân các địa phương trong tỉnh canh tác với diện tích trên 3.000 hectare. Đây là giống lúa đã được trồng khảo nghiệm ở tỉnh ta hơn 3 năm trước. Thích nghi tốt với khí hậu nắng hạn, khả năng kháng sâu bệnh cao và kết quả thu hoạch vượt trội so với những giống lúa truyền thống được trồng ở tỉnh ta trước đây. Thì sau 3 năm triển khai giống lúa Đại Thôn 8 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng như là các tỉnh lân cận là Bình Thuận, Khánh Hòa thì đã gặt hái được những cái thành công nhất định. Thứ nhất là bà con nông dân đã có những cái tư duy canh tác đổi mới, chọn được những giống chất lượng cao đưa vào thay thế những cái giống nguyên liệu cũ. Thì đặc biệt là Đại Thôn 8 với cái khả năng thích ứng rộng, chịu được phèn mặn cao thì chất lượng gạo ổn định và đồng thời là có khả năng xuất khẩu, hiện nay đang chiếm 26% cơ cấu xuất khẩu các giống lúa chất lượng cao. Thì Đại Thôn 8 nó có những cái đặc điểm là ngắn ngày, phù hợp với tình hình các giống sinh trưởng trên địa phương. Thứ nhất, cái thứ hai là kháng chịu sâu bệnh tốt. Thứ ba là thị trường thương lái chấp nhận rất là tốt. Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam sẽ kết hợp liên kết những cái đơn vị thu mua ở Bắc Bình, Tuy Phong kết hợp với những cái thương lái ở địa phương thì sẽ tạo nên cái sự thu mua cạnh tranh về giá tốt hơn để cho bà con chúng ta yên tâm. Và đồng thời các hợp tác xã, các lãnh đạo địa phương trong cái chương trình mà mở rộng diện tích thì công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ về giá cả, về các buổi tập huấn kỹ thuật để cho bà con yên tâm và sự kết nối bền vững với lại chính quyền địa phương tại tỉnh Ninh Thuận.
Việc triển khai mô hình cánh đồng lớn trồng lúa Đại Thôm 8 ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã giúp nông dân tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, tiết kiệm được chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, đồng thời thích nghi với biến đổi khí hậu, nắng hạn thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.